Chắc bác ơi, cháu là bánh bao đây ạ. Cháu là em bé bánh bao ăn chay niệm Phật ạ. Cháu hôm nay cháu ăn cháo gạo lứt. Cháu ăn cháo gạo lứt đen và gạo lứt sáng cù. Cháu ăn không còn một hạt nào luôn kìa. Giỏi không? Các bác thì cháu giỏi không? Cháu ăn chay niệm Phật, mô Phật, mô Phật. Ồ, cháu ăn cơm gạo lứt nè. Cháu ăn rau nè. Ê, còn đây là mẹ sữa sữa của cháu, chuyên gia ăn thịt à, không chịu ăn rau đâu. Ôi dồi ôi, bánh bao giỏi nhở. Ôi đáng yêu thế. Ê đáng yêu quá. Ôi dồi ôi, bánh bao đáng yêu quá nhở. Chưa chưa em cũng bắt chiếc này, cũng ra nhặt hạt gạo lứt ăn nè. Ôi dồi ôi, bánh bao rồi. Nào cũng đi dẫm vào chỗ đấy nhá. Đi ra đây ngoan quá. Cháu ngoan mà đây là mẹ chữa chữa của cháu. Mẹ chữa chữa của cháu đang ra kiếm lót một vài hạt gạo lứt. Ê để mẹ xúc bát mới nhá. Ê xúc bát mới nhá. Rồi giỏi lắm. Giỏi kinh khủng. Ê cháu, đây là cháo gạo lứt của chúng cháu đây ạ. À, mấy đứa bé này là lúc mới sinh ra là cụ Hoa đã cho gọi là đồng đẳng nhờ, để xin cho mấy bé hay ăn chóng lớn ăn chay niệm Phật nhờ, mô Phật. Đấy, cho nên là mấy đứa bé này ngoan lắm. Cháu ăn cháo gạo lứt giỏi kinh khủng luôn, ăn cháo gạo lứt, ăn rau củ quả giỏi kinh khủng luôn đó. Và đứa bé ăn chay niệm Phật giỏi nhất đó là bánh bao. Đấy, cháu đã ăn hết một đĩa rồi. Bây giờ đến đĩa số 2. Đĩa số 2 có bé nào ăn không? Cháu đang ngắm đấy. Chúng cháu đang ngắm này. Bánh bao này, bánh bao vừa để ăn hết nhì một đĩa rồi. Sữa sữa và bánh sữa có ăn không? Hả? Sữa sữa và bánh sữa ăn không? Ra đây nào. Nào ra đây nào. Ôi trời ơi, thôi đĩa này ở đây để tí nữa ăn tiếp nha. Đĩa số 2. Đấy, đứa nào mà ăn cháo gạo lứt thì sẽ được nuôi. Còn đứa nào mà không ăn cháo gạo lứt thì không nuôi. Nha. Không nuôi, không nuôi đứa nào mà không ăn cháo gạo lứt. Ôi, bánh bao rất là giỏi. Bà thương. Bà thương lắm. Sữa sữa chẳng chịu ăn rau đâu. Sữa sữa à, còn lâu mới ăn cháo gạo lứt nha. Có mỗi bánh bao ngoan nhất thôi, mà nuôi mỗi bánh bao thôi. Còn sữa sữa mai đi về nhà trẻ nha. Sữa sữa đi về nhà trẻ nha. Sữa sữa chỉ ăn thịt thôi. À, bánh sữa cũng thế nhờ. Đấy, sữa sữa và hai đứa con, một đứa con cả, một đứa con út. Đứa con cả là bánh bao, đứa con út là bánh sữa, bây giờ thì gọi là bông xù. Đấy, bông xù, bởi vì cụ Hoa đặt cho nó là bông xù. Đấy, sữa sữa. Sữa sữa cứ đi nhà trẻ về là thấy mập lắm nhỉ. Bởi vì cụ Hoa cho ăn nhiều, cụ Hoa chiều. Nhỉ. Bánh sữa ơi. Bánh sữa và bánh bao ơi. Nào bánh sữa bánh bao ra đây nào. Ờ bánh sữa bánh bao ra đây. Ăn hết cái đĩa này đi. Ăn hết cái đĩa này đi thì bà yêu nhanh lên. Sữa sữa ăn đi. Ăn đi làm gương cho các con. Đứa nào ăn thì mới nuôi. Đứa nào không ăn thì không nuôi. Cái đĩa này ông Hữu Hình có thách là đến 10 giờ chúng nó ăn hết không? Đố ông sẽ đứa nào sẽ ăn hết đĩa ra cháo gạo lứt này. Chắc chắn là sẽ là bánh bao thôi, chỉ mỗi lần bánh bao ăn chay niệm Phật mới cả ăn gạo lứt thôi. Một mấy đứa kia thì chỉ ăn thịt thôi. Sữa sữa ơi. Sữa sữa gọi bánh bao mấy cả bánh sữa ra ăn đi, ăn nốt đi. Ăn nốt đi như nghe nào.